Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng ta ghi nhớ cái câu mà Chúa dặn tất cả chúng ta: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đầy tớ sẵn sàng đợi chủ đi ăn cưới về. Đấy là tinh thần đích thực cho tất cả chúng ta, để mọi sự xảy đến với chúng ta đều không bất ngờ vì chúng ta đã sẵn sàng. Rồi, các đoàn chúng ta thu âm bài hát này. Hai, ba. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng, hãy làm như những người đợi Chúa ăn cưới về. Khi Chúa về tới, có cửa là mở ra ngay. Hai, ba. Thật là phúc cho họ, thứ tình thì thật là phúc cho họ. Chúa sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn, đến bên từng người mà vô cùng. Xin cảm ơn cộng đoàn.